Chiều ngày 18 tháng 4, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm đại diện cho phía Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đoàn chuyên gia, doanh nghiệp Pháp lên tàu của Sài Gòn Waterbus tham quan, khảo sát sông Sài Gòn. Lộ trình tham quan của đoàn cũng khá giống với lộ trình khảo sát của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi trong chuyến khảo sát tổ chức nối dài từ cuộc thi hiến kế phát triển sông Sài Gòn do Báo Tuổi Trẻ tổ chức một năm trước. Đoàn chuyên gia Pháp dẫn đầu bởi bà Helen Peskin, Tổng thư ký thường trực tại Plan Urbanism Construction Architecture, PUCA, cơ quan liên bộ lớn của Pháp chịu trách nhiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng. Trong đoàn có nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực dự án bền vững đô thị, ngân hàng đầu tư công của Pháp, hệ thống công nghệ về thương mại và hải quan, cũng như chủ tịch, phó chủ tịch và tổng giám đốc của 8 tập đoàn lớn trên các phương diện quy hoạch, kiến trúc, môi trường, khí hậu, công nghệ, ngân hàng, quỹ đầu tư đến từ Pháp, Mỹ và Thụy Sĩ. Đoàn đối tác được giới thiệu bởi Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu AVSE Global do Chủ tịch Nguyễn Đức Khương, Giám đốc Tri thức và Dự án Đinh Thanh Hưng, Giám đốc Mạng lưới Kinh tế Chính sách Trần Phương Trà đại diện làm việc. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Trương Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Trương Minh Huy Vũ cùng thành viên Sở Xây dựng, Sở Du lịch đã đi khảo sát với đoàn.